xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình Môn Toán lớp 3 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung. Chúng ta sẽ cùng nhau học bài 8: Luyện tập trung. Trong tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm các bài luyện tập sách giáo khoa trang 26. Bây giờ cô mời các em mở sách giáo khoa, chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu như sau: tính theo mẫu. Các em quan sát phép tính 0 x 3, 0 x 4, 0 x 5. Bài mẫu như sau: phép tính 0 x 2 bằng hỏi chấm. Ta thực hiện tính như sau: 0 x 2 tức là số 0 được lấy 2 lần. Ta tách thành tổng các số hạng bằng nhau, đó là 0 cộng 0 bằng 0. Như vậy, 2 x 0, 0 x 2. Như vậy, 0 x 2 cũng bằng 0. Tương tự như vậy, các phép tính còn lại, cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình làm bài nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Phép tính 0 x 3, 0 được lấy mấy lần? Số 0 được lấy 3 lần, do đó ta tách thành tổng các số hạng bằng nhau, đó là 0 cộng 0 cộng 0 bằng 0. Và ta kết luận là 0 x 3 bằng 0. Tiếp tục phép tính 0 x 4. Số 0 được lấy mấy lần? 0 được lấy 4 lần. Do đó chúng mình sẽ tách thành tổng các số hạng bằng nhau, đó là 0 cộng 0 cộng 0 cộng 0 bằng 0. Và chúng ta kết luận là 0 x 4 bằng 0. Phép tính tiếp theo đó là 0 x 5. Số 0 được lấy 5 lần. Do đó ta có phép tính 0 cộng 0 cộng 0 cộng 0 cộng 0 bằng 0. Ta có phép tính 0 x 5 cũng bằng 0. Như vậy, qua các phép tính mình vừa thực hiện, bạn nào có nhận xét gì về các phép tính này? Các em qua các phép tính mình vừa thực hiện thì ta thấy trong các phép tính đều có chứa số 0. Vậy ta có nhận xét sau: số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Hay còn nói cách khác, số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập 1 ý B nhé. Bài tập 1 ý B yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình thực hiện tính nhẩm các phép tính. Chúng mình làm xong chưa? Chúng ta cùng nhau chữa bài nhé. 0 x 6 bằng 0. 0 x 7. 0 chia 6 cũng bằng 0. 0 x 7 bằng 0. 0 chia 7 bằng 0. 0 x 8 cũng bằng 0. Và 0 chia 8 cũng bằng 0. 0 x 9 bằng 0. 0 chia 9 bằng 0. Như vậy, qua các phép tính tính nhẩm của bài tập 1 ý B, ta có nhận xét như sau: số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Như vậy, qua bài tập 1 ý A và ý B, ta có nhận xét là 0 nhân với bất kỳ số nào cũng bằng 0, số 0 nhân với số nào cũng bằng 0, và số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1. Ở bài tập 1, củng cố cho các em các phép tính nhân chia có số 0. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau: hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả? Các em quan sát
Ở phía trên là hình những chiếc máy bay, và trên những chiếc máy bay này có ghi các phép tính nhân chia mà các em đã được học. Còn ở phía đây là các sân bay. Đấy. Và mỗi một sân bay thì có một phép tính nhân chia. Vậy chúng mình sẽ tìm hai phép tính nào có cùng kết quả để nối vào với nhau. Để chúng ta có thể nối tốt được hai phép tính cùng kết quả thì chúng mình bước đầu tiên là phải thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính ở phía dưới. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện nối các phép tính có cùng kết quả với nhau nhé. Bây giờ cô mời các em bấm dừng hình để chúng mình làm bài nào. Chúng ta làm bài xong chưa? Bây giờ chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Phép tính 0 chia 6 bằng 0. 15 chia 3 bằng mấy? 15 chia 3 bằng 5. Vậy 3 x 4 bằng bao nhiêu? 3 x 4 bằng 12. 14 chia 2 bằng mấy? 14 chia 2 bằng 7. Vậy 28 chia 4 bằng bao nhiêu? 28 chia 4 bằng 7. 5 x 0 bằng mấy? 5 x 0 bằng 0. 25 chia 5 bằng bao nhiêu? 25 chia 5 bằng 5. Tiếp tục, 2 x 6 bằng bao nhiêu? 2 x 6 bằng 12. Như vậy, bước đầu tiên chúng mình đã thực hiện tính kết quả của các phép tính. Bước thứ hai, chúng mình sẽ cùng nhau nối những phép tính có cùng kết quả với nhau nhé. Phép tính 0 chia 6 bằng 0 với phép tính 5 x 0 bằng 0 có cùng kết quả. Phép tính 15 chia 3 bằng 5 cùng kết quả với phép tính 25 chia 5 bằng 5. Phép tính 3 x 4 bằng 12 có cùng kết quả với phép tính 2 x 6 bằng 12. Phép tính 14 chia 2 bằng 7 có cùng kết quả với phép tính 28 chia 4 bằng 7. Như vậy, chúng mình đã thực hiện nối được hai phép tính có cùng kết quả với nhau. Qua bài tập số 2 giúp chúng mình củng cố về các phép tính nhân chia mà các em đã được học đấy. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp bài tập số 3 nào. Các em nghe cô đọc bài toán nhé. Tổ 1 có 8 bạn. Mỗi bạn góp 5 quyển vở để giúp đỡ các bạn vùng bị lũ lụt. Hỏi tổ 1 góp được bao nhiêu quyển vở? Cô mời các em bấm dừng hình để chúng mình đọc lại bài toán nào. Các em đọc xong chưa? Cho cô biết bài toán cho chúng ta biết gì nào? Bài toán cho chúng ta biết tổ 1 có 8 bạn và cho biết thêm đó là mỗi bạn góp 5 quyển vở để giúp đỡ các bạn học sinh vùng lũ lụt đấy. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi tổ 1 góp được bao nhiêu quyển vở? Bây giờ để biết tổ 1 góp được bao nhiêu quyển vở, cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình giải bài toán vào vở ô ly nhé. Mời các em làm bài nào. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé. Cô giáo có bài giải sau. Số quyển vở tổ 1 góp được là... Ta lấy số quyển vở của một bạn là góp 5 quyển nhân với số bạn là 8. 5 x 8 bằng 40. Mở ngoặc quyển, đóng ngoặc. Đáp số 2.40 quyển vở. Chúng ta lưu ý là ta lấy số vở của một bạn là 5 nhân với số bạn nhé. Chúng ta không nên lấy số bạn nhân với số vở của một bạn vì nó sẽ bị ngược phép tính. Và ngoài câu lời giải của phép tính của bài toán này, chúng mình có câu lời giải khác như sau. Tổ 1 góp được số quyển vở là 5 x 8 bằng 40, mở ngoặc quyển, đóng ngoặc, đáp số 2.40 quyển vở. Như vậy, phép tính và đáp số thì giống nhau, nhưng câu lời giải thì chúng ta có thể có nhiều câu lời giải khác nhau nhé. Vừa rồi, chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3. Ở bài tập số 3 giúp chúng mình củng cố về giải toán có lời văn với phép tính nhân trong bảng nhân 5 đấy.
Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 4 nào. Bài tập số 4 là một bài toán giải liên quan đến độ dài của đường gấp khúc. Bài 4 yêu cầu như sau: tính độ dài đường gấp khúc A, B, C, D, E. Bạn Mai nói, đường gấp khúc A, B, C, D, E gồm 4 đoạn thẳng có cùng độ dài là 3 cm. Các em quan sát hình vẽ. 4 đoạn thẳng của độ dài đường gấp khúc A, B, C, D, E đó là AB dài 3 cm, BC dài 3 cm, CD dài 3 cm, DE dài 3 cm. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình tính độ dài của đường gấp khúc AB, CD, E nhé. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chia sẻ bài giải nhé. Bài giải: độ dài đường gấp khúc AB, CD, E là. Chúng ta tính độ dài đường gấp khúc chính là tổng độ dài của các đoạn thẳng. Ở đây các đoạn thẳng là 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 và kết quả là bằng 12 mở ngoặc cm đóng ngoặc. Đáp số 2.12 cm. Như vậy khi tính độ dài đường gấp khúc, chúng ta nhớ là tổng độ dài của các đoạn thẳng cộng với nhau. Nhưng trong trường hợp các đoạn thẳng có độ dài cùng nhau, cùng đơn vị thì cùng cùng độ dài thì chúng ta có thể chuyển thành phép tính nhân. Bây giờ chúng ta quan sát bài giải thứ hai. Độ dài đường gấp khúc ABCDE là vì độ dài của một đoạn thẳng là 3 cm và bốn đoạn thẳng này đều có cùng độ dài là 3 cm. Do đó, chúng ta có thể lấy độ dài của một đoạn thẳng nhân với số đoạn, đó là 4 đoạn, là 3 nhân 4 bằng 12 mở ngoặc cm đóng ngoặc. Đáp số 2.12 cm. Như vậy với hai cách giải của hai bài giải này đều đúng vì chúng ta có thể thực hiện theo hai cách. Cách 1 là ta tính tổng độ dài của các đoạn thẳng. Cách 2 là chúng ta sẽ chuyển thành phép tính nhân với bài toán có độ dài cùng nhau. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 4. Ở bài tập số 4 giúp chúng mình củng cố về cách tính độ dài đường gấp khúc. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 5 nhé. Bài tập số 5 yêu cầu chúng ta điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào các ô trống có dấu hỏi chấm theo chiều mũi tên. Đây là hình ảnh chú ốc sên đang tìm cách để bò về nhà của mình đấy. Chúng ta hãy giúp bạn ốc sên bò về nhà của mình bằng cách thực hiện tính kết quả của các phép tính trên đường đi khi ốc sên phải đi qua đấy. Nếu như chúng ta thực hiện tính đúng kết quả thì ốc sên sẽ bò được về nhà của mình. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình làm bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Phép tính đầu tiên đó là 2 nhân 6. 2 nhân 6 bằng bao nhiêu? 2 nhân 6 bằng 12. Tiếp tục chúng mình sẽ lấy 12 chia 3. 12 chia 3 ta được kết quả bằng 4. Và phép tính cuối cùng đó là 4 nhân 0. 4 nhân 0 thì bằng 0 vì số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Như vậy chúng mình đã thực hiện tính kết quả của các phép tính ghi trên đường đi của ốc sên và chúng mình đã giúp bạn ốc sên về nhà của mình rồi đấy. Bài tập số 5 giúp chúng mình củng cố về các phép tính nhân chia mà các em đã được học, trong đó có phép tính nhân có số 0. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.